Cho con ăn mọng dừa nha. Dạ. Ăn thử coi có ngon không? Dạ, nó cứng quá. Dạ, biết chứ không? Lấy lên nè. Ui trời ơi, rễ nó bám sâu quá. Ý da. Rồi đi làm mọng dừa, lấy mọng dừa. Nó giống cái cây quá. Đúng rồi, thì mình mở ra. Hy vọng cỡ này nó ăn ngon. Chắc cỡ này được rồi. Rễ nó ra đó. Mở ra cho nó dễ ăn. Ok. Có cái kia kìa. Dễ làm thôi. Mình mở nó ra là rồi. Thấy nó tròn chưa? Wow. Lột vỏ ra nè. Là còn có thức ăn nó còn vậy là. Khi hết. Hồi nhỏ bạn làm miếp mà lấy những hồi nhỏ sức không có cho nên là làm nó tốn lắm. Tại nó khó. Mà còn nhỏ quá sao bóp nó khó. Mà ráng bóp để ăn. Không có đủ ăn. Nó ngon quá. Nhỏ đâu có sức làm mấy cái này đâu. Bỏ vô cái lựa làm tụt thí. Tí rồi bạn. À. Này rẻ không? Rẻ sức. Đây rẻ nè. Rẻ rồi. Nãy giờ thằng lưỡi chị đâu ngoài. Nhìn mà cuốn này mà ăn lắm rồi, cô chị luôn biết rồi nè. Con này ngon. Trời ơi. Đẹp chưa? Đẹp, nhưng mà nó kiếm nó ngọt. Bây giờ là... Đọc nó có nước không bà? Ừ? Nó có nước không? Có nước rồi. Ủa, nó thành một cục màu vàng đây luôn rồi. Trắng trắng vàng vàng hôm nay rồi. Nó ngon lắm. Cái này để trong cây cũng được, để trồng cây nè. Mấy cái này mình để lại chỗ cây cũng được. Ủa vậy? Để cho cây khỏi gà nó bơi, nó tốt rồi. Đẹp lắm thôi. Để cho nó đâu vậy bà, cầm đi đâu vậy? Rồi giờ ba mở ra nha. Dạ ok. Có cho đập trúng tay với ba ơi. Bao đấy. Nó nè thấy không? Nó còn cơm nè, chừng nào nó sẽ cái cục vòng vàng này nè. Ủa vậy? Là nó ăn hết cơm luôn rồi, nó thành cục tròn cho mày luôn. Là mỏng á, là mỏng dừa. Dừa cũng ăn cái này. Qua không ăn được đâu, ăn cái này nè, cái lóc đây nó cũng ngon. Đó, nguyên cục luôn. Wow. Đây bây giờ để mình rửa chút xíu sơ nè. Mới rửa sơ sơ xong nè. Bây giờ ăn thử nha. Trong... Cho ăn thử có được không nha. Cho trong một miếng. Đây. Đi đi nè. Đi đi ra. Thằng nhỏ mày thích ăn cái nào? Đúng rồi, tôi chó thử ăn không? Nè, đưa chó thử ăn nè, đưa chó này nè. Thử nó ăn không? Nó ăn gì? À, nó cũng ăn kìa. Gì mà nó dễ chơi quá vậy? Thôi cho mẹ ơi chừng. Nhỏ mày thích ăn cái này không? Thích ăn. Bỏ tôi lại ăn tiếp ngon lắm.
bắt đèn đó.